Đôi bông tai kim cương thiên nhiên, viên chủ 4.5 nước ép. Trọng lượng của cái đôi bông hột xoàn này là 2.16g vàng, vàng ý 750. Có 24 viên hột xoàn, 12 viên 2 ly 2, 2 ly 1, 12 viên 1.5. Tất cả những viên kim cương tắm này là của GAA, độ sạch của nó là VVF2 và nước trắng của nó là nước D. Vỏ cái đôi bông hột xoàn này có giá là 21 triệu, chỉ có cái vỏ nha. Rồi, tới phần hột chủ. Hai viên hột chủ, mỗi một viên là 4.5 ly nước ép, độ sạch VVS1, 3 cái Excellent, Forrestal là none, kiểm định của nó là BNG. Và đây là kiểm định của những viên tắm. Những viên tắm của mình là kiểm định từ GAA, trắng từ DEF nha. Rồi, còn hộp sòng chủ là một giấy kiểm định, là kiểm định của PNG. Giá của một viên là 20.500, cặp hộp là 41 triệu, cộng với cái vỏ 21 triệu nữa nha khách. 41 cộng cho 21 là 62 triệu cho cái đôi bông này. Nếu khách lấy những viên kim cương từ STC 4.3 thì giá nó sẽ thấp hơn, nó tầm khoảng 14-15 triệu, hoặc là 13.800 thôi nha. Mua hàng vui lòng gọi em 0907463131. Tất cả các sản phẩm của em không bán hàng online với mọi hình thức, chỉ bán tại cửa hàng. Rồi nhớ subscribe để theo dõi những kênh video và sản phẩm em chia sẻ nha.